Chào mừng quý vị đã quay trở lại chuyên mục TV Show của kênh PVlog. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. 1001 biểu cảm vi sủa của huấn luyện viên Lisa ở Thanh Xuân có bạn mùa 3. Cười nắc nẻ từ đầu tới cuối, toàn hóa fan girl lắc ngực vì học trò. Lisa Blackpink cứ dễ thương như thế này, bảo sao liên tục gây bão Weibo với những khoảnh khắc siêu đáng yêu. Show truyền hình Thanh Xuân có bạn mùa 3 đang khiến showbiz hoa ngữ đầu năm thêm phần sôi động. Đặc biệt sự trở lại của nữ thần Blackpink Lisa khiến CNET càng thêm phấn khích. Trên mạng xã hội, các từ khóa liên quan đến cô nàng đều chiếm vị trí cao trên top tìm kiếm. Dù mới chỉ 4 tập lên sóng, tuy nhiên các fan đã thu hoạch được vô số biểu cảm đáng yêu cùng những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của cô nàng. Nhìn những hình ảnh siêu dễ thương này mới hiểu vì sao Lisa là nữ thần trong mộng của bao người. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Lisa. Gửi tặng tất cả các bạn nụ hôn ngọt ngào của mình đây nhé. Nhắm tịt mắt nở nụ cười siêu cưng, những khoảnh khắc cute phô mai quen này của Lisa khiến các fan quấn quéo. Người đâu mà cưng quá vậy trời. Từ những phần trình diễn của các thí sinh, Lisa còn tưng tửng hơn nữa với 1001 biểu cảm ấn tượng. Nhìn vào từng khoảnh khắc mới thấy đôi lúc Lisa không còn là huấn luyện viên nghiêm khắc năm ngoái, thay vào đó là một Lisa bùng xõa hết mình như một fan girl thứ thiệt. Chứng kiến màn cover kill sheet nerve của nhóm Hùng Miêu Đường, Lisa hết nhún nhảy lắc ngực hết mình, cho đến ôm mặt xấu hổ. Tới màn kết của thí sinh Tony Du Cảnh Thiên, Lisa cũng phải giật mình suýt xoa vì độ xoái ngút ngàn của anh chàng này. Cô nàng gặp chút rắc rối khi sử dụng tiếng Trung để khen một thực tập sinh. Màn đa mắt cầu cứu ekip giúp mình nói tiếng Trung cho đúng, khiến các fan phì cười vì quá cute. Huấn luyện viên Lisa lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc đang cười tươi bỗng chốc thay đổi ngay thái độ. Các thí sinh lẫn khán giả cứ thể nín thở theo cùng bực cảm xúc của cô nàng. Ngay cả lúc lắc đầu quấy quậy, cô nàng vẫn ngọt ngào đến lạ. Vừa mới hồ kết thúc công việc, hoàn thành cảnh quay, Lisa giật mình vỗ tay, gương mặt thể hiện rõ sự thích thú. Khoảnh khắc khiến CNET thích thú chia sẻ trên Weibo nhiệt tình, cùng rất nhiều lời nhắn. Đấy là tôi mỗi khi nghe thấy chuông phản làm, ha ha. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.